Sau đây chúng tôi hướng dẫn các bạn cách thức để các bạn có thể lập cái chứng từ ngân hàng. Chúng ta vào mục ngân hàng, chúng ta vào giấy vay nợ. Ở đây chúng tôi đã có sẵn một số các cái chứng từ, thì các bạn lưu ý là khi chúng ta nhập thêm mới thì ở đây là một cái giấy báo nợ chi của ngân hàng. Vậy nên là cái mục đầu tiên chúng ta cần phải lựa chọn là chúng ta trả cho nhà cung cấp hoặc là đối tượng nào đấy từ cái tài khoản ngân hàng nào. Ở đây chúng ta trả cho đối tượng là nhà cung cấp là từ cái tài khoản ngân hàng Vietcombank. Ở đây chúng ta đối tượng nhận tiền thì ra là rõ ràng cụ thể. Ở đây các bạn thấy là chúng ta ghi luôn, nếu mà có tài khoản ngân hàng chúng ta có thể nhập vào để cho khi in cái chứng từ chúng ta có thể có luôn thông tin, và sau này chúng cái việc tra cứu để chúng ta biết được là chúng ta chuyển được khách hàng đấy vào cái tài khoản của ngân hàng nào. Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu. Ở đây chúng ta bỏ qua các cái thông tin cho đến cái ngày ghi sổ, thì các bạn lưu ý là cái ngày cái chứng từ theo chứng từ ngân hàng. Ở đây chúng ta hạch toán ở đây là ví dụ như là 331. Thì sau khi các bạn đánh xong số tiền ấy, các bạn vẫn phải lưu ý là cái phần đối tượng. Cái đối tượng ở đây chính là cái đối tượng theo dõi công nợ của mình, chúng ta chuyển nó đúng nhà cung cấp của chúng ta. Trong cái quá trình chuyển tiền thì các bạn lưu ý, nếu mà trong trường hợp mà có thuế, các cái chứng từ liên quan đến thuế, ví dụ như cái phí chuyển tiền chúng ta phải nộp, khi là chúng ta có cái hóa đơn thuế thì chúng ta sẽ nhập vào ở cái thông tin ở đây để có thể là đưa cái thông tin thuế vào trong cái tài khoản. Ở đây chúng ta cũng lưu ý là chúng ta phải, nếu mà có phí chuyển tiền chúng ta có ghi thêm một trong là phí chuyển tiền. Ví dụ 15.000. Sau đây chúng ta vào phần kê thuế thì chúng ta thấy là thuế suất 10%, giá tính thuế là 15.000 chẳng hạn. Các bạn thấy là cái tiền thuế thì chúng ta thấy là chỉ có 1.500. Tất nhiên một số các công ty có thể bỏ qua do cái số tiền nó quá ít, nhưng mà một số công ty thì làm rất là tỉ mỉ. Không phải là vì số tiền, nhưng mà các cái công ty đấy thường làm rất là tỉ mỉ các cái chứng từ rõ ràng cụ thể. Chúng ta chọn nốt lưu chứng từ. Chúng ta có thể thấy là sau khi chúng ta lập xong thì ở chứng từ này ấy, là đã có cái giấy ủy nhiệm chi với cái mức tiền là 30 triệu đồng lẻ 15.000. Sau khi chúng ta lập xong thì chúng ta lưu lại, và nếu có các chứng từ khác các bạn có thể nhập thêm. Chúng ta lưu ý là đối với các cái đối tượng thì trong trường hợp chúng ta lọc ra mà không có ấy, thì chúng ta có thể thêm mới bằng cái phím F2 trên bàn phím, hoặc là các bạn có thể chọn mục khai báo trên màn hình cập nhật chứng từ để các bạn có thể thêm mới các cái đối tượng